LV12. Đây là dây súng đi bát nè. Anh em nhìn thấy phân tần nè. Quá là khổng luôn. LV12. Thôi anh em, tất cả tiếp tục cho cái chương trình karaoke là có thêm những cái cặp loa CAF LV12. Phiên bản hàng nhập khẩu mới vừa về anh em nhá. Đầy đủ thông số ở đây. Đấy. CAF nhập khẩu chính hãng, cái mã hàng của nó là LV12. Đấy, sau em sẽ bóc ra cho anh em xem sau. Nó về quay luôn cho anh em. Cả đẩy này anh em nhá, đẩy về rất nhiều. Đấy, nhiều đẩy, vang, loa đầy đủ hết cho anh em. Karaoke trong mùa dịch anh em nhé. Karaoke gia đình. Hello, xin chào tất cả các bác và quý vị đã đến với Nghĩa Đô. Hôm nay thì em xin làm cái clip để bóc hộp nguyên, mới nguyên của một con đẩy 4 kênh hàng khủng PSP4008 và một cặp loa CAF LV12 nguyên thùng anh em nhé. Xin mời anh em cùng xem. Drown yourself in the neon. You came to this place to hide away in the dark. You tell yourself you need to move on. But we're not in the shadows, can't ease your broken heart. They turn my volume up, you shut your mind. Wanna escape your thoughts for a little while. But when you close your eyes, I'm by your side. I'm by your side, right? You'll find me there, dancing in the crowd. You tell yourself that it's over, but you see my face on all the strangers though. So are you sure that it's over? When you close your eyes, I'm by your side, babe. When you close your eyes, I'm on your mind, babe. You'll find me there, dancing in the... Hít quá. Rất là khít. Ok chưa? Rồi, em có thể xem thất. Đây là bên trong của một chiếc loa CAF nhé, CAF LV12. Anh em nhìn cái củ kèn của nó này. Rất là đẹp. Chất. Kèn này kèn kèn 450 anh em nhé. Xem cái bát này, úp cái bát xuống đây. Đây, bát CAF. Đây, đầy đủ thông số nhà sản xuất này, ngày tháng COCQ nhé. CAF này. Màng gân này, em nhìn không? Rất là đẹp luôn. Hàng rất là chất, tiếng này rất là lực và bay. Ở đây là cái lòng bát. Lòng bát này. Đấy, anh em nhìn xem gân gỗ này. Rất là đẹp nhé. Đấy, bát 30. Gân ba ngắn này. Côn 76 nhé. Côn 76 anh em nhé. Đấy, côn từ 76. Rồi, cho xem cái thùng này. Ở đây là một cái thùng của loa CAF này. Mới vừa phun bóc hộp ra anh em nhé. Đấy, LV12. Đây là dây súng đi bát này.
Anh em nhìn thấy phân tần nhá. Quá là khổng luôn. Đấy, LV12. Đấy, chở tụ. Quá là chất luôn. Ở trên tem có trên mềm vì phân tần có một con phân tần của cái tem mà QC LV12. Đấy. Bông rất là dày. Chắc chắn. Đấy. Rất là đẹp. Cho anh em xem nội thất luôn. Sau đấy mình sẽ thử chất âm sau anh em nhé. Đấy, tháo cung luôn. Đấy, cho anh em xem tiếp. Đấy, tháo tiếp. Đây là em đẩy PS P4008 4 kênh. Nặng lắm em ạ. Nặng không? Con này 4 kênh thì công suất của nó đưa ra khoảng 900 W một kênh em nhé. Đánh thoải mái cho anh em chơi gia đình cũng như phòng hát đều ok hết nhé. Nhất là nhà anh em nào sử dụng nhiều loa, loại loa không đồng nhất với nhau, mình chơi những con 4 kênh như thế này thì rất là tiện lợi luôn. Đây là mặt sau anh em nhé. Đấy, cổng ra loa này bằng inox hết này. Đấy, các cần gạt đường ra được vào. Đấy, anh em thấy chưa? Quá khủng khiếp luôn nhé. Có cái đế xoay để làm cái đế xoay mà xoay em để đâu à? Sẽ được trong gầm mà. Đây anh em nhìn cổng chưa? Một bộ nguồn to đùng cách mạng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 con tụ. 16 con tụ chia 3 hàng. Dung lượng tụ 80V 12.000mi. Rất là đẹp. Từng chi tiết, từng dây dợ các thứ anh em nhìn này. Đấy, đều được đi cực kỳ cẩn thận. Đấy, nhà sản xuất người ta đã sản xuất theo cái dây chuyền rất là chất lượng. Em đều nó vào giữa sau xoay. Đấy. Mặt trước thì nó là màu đen, một màu đen hết anh em nhé. Kể cả tay sách nha. Đến cái phần quạt hút gió, phần bông hút gió bên trong, tản nhiệt. Logo PS Audio được dập chìm. Đấy, nền trắng. Mặt gương. Đấy, mặt gương trước 4 kênh. Đây là có màn hình LCD để thông báo một số cái như thời gian, ngày, tháng, nhiệt độ. Đấy, 4 kênh. Professional Power Amplifier này. Đấy. Đây là mã sản phẩm là P4008 nhé. Đây, em sẽ soi kỹ cho anh em cùng các bác cùng xem. Các bác ở xa không có điều kiện để qua cửa hàng xem thì mình có thể xem qua những clip em làm, sẽ rất là chi tiết cho anh em. Đây là bộ nguồn. Bộ nguồn thì nó sẽ nuôi sống tất cả từ những con trò để đẩy ra công suất khỏe hay không là do cái nguồn này quyết định anh em nhé. Đây là một cái nguồn rất là to. Nó to khoảng tầm 22 phân. Đấy. Đây là Transformer PS Audio. Rất là to khủng. Đấy. Còn đây là vỉ công suất này. Đây là một vỉ. Trên một vỉ này thì nó sẽ đưa ra hai kênh. Đấy, nó sẽ đưa ra hai kênh ra cho anh em. Đấy, bên này là hai kênh, nữa là 4 kênh. Trên một mặt kênh này thì nó sẽ chạy những con sò đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 so 1 kênh. 16 so 1 kênh em nhé. 2 kênh nó sẽ là 32 so. 32 viết lại 32 bên kia là 64 sò. 64 sò tất cả anh em nhé. Còn đây là tụ chạy 16 tụ. Đấy, 80V 12.000 microfarad để cho ra cái lực nguồn vào và cung cấp lọc nguồn.
để đánh ra một lực ra công suất cho đằng sau. Rất là khỏe anh em nhé, rất là gấu. Và sò sử dụng trên cái con này, cái con công suất này là sò san ken nha anh em nhé. Đây anh em có thể nhìn này, SK. Đây sẽ nhìn hơi ngược tí. Đây là SK MN1526 nhé, SK MN1526. Rất là nặng luôn anh em nhé. Em vào lấy cái cân ra đây, thử cân con này xem là bao nhiêu cân mình máy không. Thì em sẽ cân lên xem bao nhiêu cân thì mình có thể tính được chi phí vận chuyển cũng như là những cái chi phí vận chuyển khác anh em nhé. Mình khi gửi bưu điện hoặc là gửi Viettel thì nó sẽ tính cân, tính khối cho anh em. Đấy, mình thì cân được con này xem là nó nặng bao nhiêu cân. Đấy, đây là mặt trước này, còn mặt sau cho em xem mặt sau luôn này. Mặt sau của con đẩy này thì nó có 4 đường vào và 4 đường lai, 4 đường vào 4 đường lai ra anh em nhé. Và sẽ có 8 đường ra, 8 đường ra loa. Cũng có 4 đường cái cổng rắc, cổng rắc sắt như dạng liêu trích, và vặn xoáy cũng sẽ có 4 đường nữa. Đấy, rất tiện dụng cho anh em sử dụng. Ok, thứ nhất con này lên cân xem bao nhiêu cân em. Xem con này nó nặng bao nhiêu kg. Đây là mình máy không nhé, chưa có nắp nhé. 26 cân. Cho cả cái nắp của nó em. Cứ đặt lên thôi, không cần lắp nữa. Đấy, cả cái nắp vào nữa là nó nặng 28,4 cân anh em nhé. Đấy, gần 30 cân. Nếu con này cả cái hộp của nó vào nữa thì nó phải tầm khoảng 30 cân anh em nhé. Cái hộp của nó em bóc ra để trên kia. Đấy, thì nó phải tầm như thế. Rồi ok, hạ xuống đi em. Bây giờ em sẽ ghép vào và đánh thử cho anh em xem về cái con đẩy này. Chuyên trị cho anh em nào có thể chơi sự kiện hoặc là chơi nhiều loa, hay loa công suất lớn, súp. Đấy. Đơn cử như là anh em có thể sử dụng trong gia đình mình một cặp loa bắt 30 hoặc là một cặp loa bắt 40, và có thể chơi thêm những con súp như là súp hơi, đây là súp hơi 40-50 này, và súp kép 30, súp kép hơi 30 nhá, thì đánh sẽ rất là phê cho anh em luôn. Đấy. Bây giờ mình sẽ thử cho anh em. Ok, bây giờ mình sẽ thử một bản nhạc vàng để cho anh em cùng thưởng thức anh em nhé. Xin mời anh em cùng lắng nghe. Ngày đầu thu, nghe chân ngựa về.